Xin cho hỏi phải nhà chị Lệ hay không? Dạ phải anh. Mời anh ngồi. Chào chị, em là Thành Thắng, đại diện cho chương trình Cơ hội đổi đời. Vợ chồng ở đâu? Chồng em mất gần 3 năm à. Cuộc sống của tôi từ khi ông chồng tôi mất, tôi vất vả lắm. Tại vì mấy đứa nó còn nhỏ quá. Tại gia đình tôi là 6 người, 5 người con với tôi nữa là 6 người. Hai đứa nhỏ thì nó không ăn uống gì chứ. Cơ thể nó không khỏe, nó không ăn gì chứ. Bé trai đó là 4 tuổi, nó hay xỉu, tự nhiên nó tức, nó giận là nó xỉu. Dạ, em là chị Hai, 19 tuổi, dạ, sáng em đi làm, rồi giấc trưa thì mẹ em làm, em đi về, cực lắm. Em không dám nói với mẹ, em muốn đi học lại, tại em biết nhà mình vậy rồi, với em muốn mẹ lo. Lúc con chồng tôi mất, tôi đang mang bầu bé nhỏ đó, thì cũng có một người đến xin hỏi xin bé, tôi không có cho, gắng nuôi các con chứ biết sao giờ. Anh biết đường số 14 ở đâu không? Số 14 đường trước hay quá chị ơi. Đủ nữa. Đầy đủ rồi chưa ạ? Đây. Nãy có bạn Linh đây nè đang ngồi coi mà thấy em làm lâu quá nó phóng tới làm phụ đó. Cảm ơn bạn Linh nhiều nha. Đây, Linh đây. Đó. Dạ. Cứu tinh của Xuân Nghị. 123. 74 là bên số chặn bên kia. Đây rồi kìa, đây rồi. Đó, quẹo quẹo đây. Cho qua nè. Đây. Vô đây cho đủ 50 người anh với. Vô đây cho ngồi đủ 50 người anh với đi. Em ơi vô đây em ơi, các anh vô đây. Vô đi. Anh mời vô ngồi cho đủ 50 người đi. Từ khi mà nhận người chương trình mà cơ hội đổi đời đấy thì là anh Nhật tự nhiên may mắn. Thời gian gần đây anh Nhật lo chạy bồ quanh khu chung cư của anh Nhật. Dạ. Rồi tập thể dục hít đất rồi này kia. Nhưng hôm nay anh Nhật chạy rất là tốt luôn. Anh ơi, anh cho em hỏi sân bóng ở chỗ nào ạ? Đi. Dạ.